Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu vào mỗi buổi sáng để cập nhật thông tin trong chương trình ngày mới của kênh truyền hình BRT. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi, nhiều tốt lành và cũng nhiều ý nghĩa nhất. Thưa quý vị, tài không đợi tuổi, câu nói này quả thật rất phù hợp khi nói đến những tài năng trí tuệ Việt. Những năm qua trên đấu trường trong và ngoài nước, hàng trăm tài năng trẻ của Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng khẳng định tên tuổi của mình. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị chân dung của cậu học trò tại quê hương Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành tấm vé tham dự một giải đấu toán quốc tế uy tín sắp được tổ chức tại Singapore. Hôm nay là ngày môi trường thế giới, ngày để chúng ta nhìn lại những tác động của chính chúng ta đối với môi trường toàn cầu. Và năm nay, ngày môi trường thế giới cũng đề cập đến một vấn đề sát sườn là ô nhiễm không khí. Triển khai kế hoạch ngày môi trường thế giới năm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có những hoạt động nào nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ và nâng cao chất lượng không khí? Gõ cửa ngày mới hôm nay sẽ đề cập. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều năm qua, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện những công trình dân sinh ý nghĩa. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về một trong những công trình ý nghĩa của công ty Bosco Việt Nam. Còn bây giờ, chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Quốc hội chất vấn việc di dời các cơ sở ra khỏi nội đô. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương. Bà Rịa Vũng Tàu được phân bổ 2.880 giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi. Cần sớm khắc phục tình trạng chậm trả kết quả hộ chiếu cho công dân. Cập nhật đầu tiên trong vòng quay 24 giờ là thông tin về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Chiều qua trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc di dời và quản lý quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất, các trường đại học và một số cơ quan, bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội vẫn chưa được thực hiện nghiêm theo quyết định của Chính phủ. Quan tâm đến vấn đề di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và các cơ quan ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội, đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về vấn đề này. Thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, việc di dời và quản lý quỹ đất sau khi di dời đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan trong khu vực thành Hà Nội, nội thành Hà Nội chưa được thực hiện nghiêm theo quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến độ di rời chậm, quỹ đất sau khi di rời chưa được bàn giao lại cho thành phố Hà Nội để quản lý theo quy hoạch. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng và của ngành. Thành phố Hà Nội thì phải có trách nhiệm lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình, biện pháp di rời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di rời ra ngoài nội thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức lập phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng quy hoạch sau khi di rời. Và xác định bố trí cái quỹ đất để cho phục vụ cho công tác di dời, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích thực hiện việc khai thác sử dụng quỹ đất, tạo nguồn vốn cho các cơ sở di dời. Thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm lập danh mục cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cái trụ sở, các cái cơ quan mà hiện nay đang đóng trên địa bàn Hà Nội. Bộ Y tế thì có trách nhiệm lập danh mục cụ thể hóa cái tiêu chí lộ trình và biện pháp di dời cụ thể các cơ sở bệnh viện, cơ sở y tế cần phải di dời ra khu vực nội thành. Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm lập danh mục cụ thể tiêu chí và lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đào tạo ra khỏi nội thành Hà Nội. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng có cái trách nhiệm tương tự như vậy đối với các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Trần Thị Dung tranh luận. Luật thủ đô có hiệu lực đã 8 năm, nhưng một trong những quy định không đi vào cuộc sống đó là việc di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô. Theo quy định của luật, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan lại được ưu tiên phát triển công trình công cộng. Song thực tế cho thấy, nhiều chung cư cao tầng được xây dựng trên nền đất này. Có 9 cơ quan được bố trí quỹ đất di dời ra ngoài nội đô, thì có 7 cơ quan vẫn tiếp tục giữ lại trụ sở cũ và 2 cơ quan được chấp thuận chuyển đổi mục đích sang xây dựng nhà ở cao tầng. Không khu đất nào được sử dụng để xây dựng công trình công cộng.
hiện cũng chưa có cơ sở giáo dục nào di dời ra ngoài thành vì chưa có hạ tầng hoặc thậm chí chưa được giao đất. Sự chậm trễ này gây ra những hệ lụy về quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, quy mô dân số, đi ngược mục tiêu ban đầu đề ra, trong đó có trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các bộ theo quy định chi tiết hướng dẫn luật thủ đô. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Nội dung công điện nêu rõ, với những hậu quả to lớn hiện tại và nguy cơ lây sang các địa phương chưa có dịch, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ để quyết liệt ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan và bùng phát. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương, đặc biệt là cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ở địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ thị của các văn bản, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch tả heo châu Phi. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, điều hành chống dịch, kiện toàn củng cố hệ thống thú y các cấp, tuyên truyền hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt heo. Nhằm tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội để phòng ngừa ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với đại diện Facebook tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức hội thảo về công nghệ ứng dụng mạng xã hội Facebook trong truyền thông phòng chống thiên tai cho cán bộ 18 tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Các chuyên gia đánh giá, Facebook là kênh truyền thông hữu hiệu và có thể tiếp cận người dân một cách nhanh chóng nhất, giúp người dân chủ động cập nhật thông tin về cảnh báo, dự báo, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Sau hội thảo này, Facebook sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các vùng miền trong cả nước. Trên thế giới, đây cũng là một trong những mạng xã hội lớn nhất và được sử dụng như một công cụ vô cùng hữu hiệu trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều quốc gia. Nối tiếp vòng quay 24 giờ là những thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cử tri phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu kiến nghị tỉnh và ngành y tế nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức của đội ngũ y bác sĩ, chú trọng phát triển du lịch chất lượng cao. Cử tri mong muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai nhiều công trình dự án khu dân cư, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm trưởng đoàn, đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri phường 10 liên quan đến tính khả thi của một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ những khó khăn về việc tiếp cận với nguồn vốn vay để chuyển đổi phương tiện từ xe thô sơ đến xe chuyên dùng thu gom rác, trong khi thời hạn chuyển đổi là ngày 30 tháng 6 đã đến gần. Cái mức giá cái xe đó là bây giờ là trên 400 triệu đồng một cái xe, mà cái xe hai khối thì nếu mà cái xe đó vào trong các con hẻm nhỏ thì không thể vào được. Không thể vào được mà vất vả, rất là vất vả cho bà con. Mà cái chính sách hỗ trợ cho bà con của chúng tôi ấy, thì cái quỹ bảo vệ của môi trường của tỉnh ấy, cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi vay cái nguồn vốn đó. Nhưng mà thực tế là bà con chúng tôi là không có tiếp nhận được. Vì làm sao? Cái nhà cửa mà thế chấp nhà cửa thì chúng tôi đất nông nghiệp thì không có ngân hàng nào mà người ta thế chấp. Mà mới đây, cách đây chừng độ 20 ngày thì chúng tôi mới nhận được cái tin tức là hỗ trợ cho mỗi một gia đình chúng tôi là một hộ thu gom rác đấy, được 8 triệu đồng để thay đổi phương tiện. 8 triệu đồng đấy thì chúng tôi làm được cái gì? Nhiều cử tri phường 10 cũng bức xúc về tiến độ giải quyết những tranh chấp thuộc dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thương mại Thanh Bình làm chủ đầu tư. Tôi có đề nghị tỉnh trả lời 3 câu hỏi. Một, Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì, sở ban ngành có trách nhiệm gì đối với dự án cư dân Thanh Bình trong việc thực hiện dự án cư Thanh Bình theo quyết định 300. Câu thứ hai
là Ủy ban nhân tỉnh có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng chiếm đoạt tài sản nhà nước, chiếm đoạt tài sản công nhân của công ty Thanh Bình mà cho ông Phạm Quốc Dũng là người có cái là giám đốc. Và câu hỏi thứ ba là Ủy ban nhân tỉnh có cái giải pháp gì để ổn định đời sống cho cư dân Thanh Bình trong cái điều kiện khó khăn hiện nay để mà giúp đỡ dân và ổn định. Đại biểu Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu Lương Trí Tiên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri ở hai xã Hòa Long và Long Phước, thành phố Bà Rịa. Tại đây, cử tri hai địa phương kiến nghị chính quyền sớm giải quyết vấn đề điều chỉnh diện tích đất đã bị thu hồi của 18 hộ dân với nông trường cao su Phong Phú thuộc công ty cổ phần cao su Thống Nhất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cử tri đề nghị ngành điện di dời một số trụ điện trồng trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị sớm có phương án điều chỉnh, tăng kinh phí hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi. Cử tri cũng kiến nghị lắp đặt thêm hệ thống đèn đường chiếu sáng giao thông nông thôn, tăng cường quản lý địa bàn, xóa bỏ tín dụng đen. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Phú Mỹ sáng nay, cử tri phường Hắc Dịch phản ánh tình trạng dự án quy hoạch treo kéo dài. Một số hộ dân khoán đổi đất làm đường nhưng chưa được chỉnh lý, cập nhật biến động về sử dụng đất trên hồ sơ địa chính. Việc giải quyết việc chuyển đổi hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, cấp sổ đỏ còn chậm trễ. Bên cạnh đó, cử tri phường Hắc Dịch bày tỏ lo ngại về tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe khách vượt ẩu, dừng đổ sai quy định để đón khách. Cử tri cũng mong muốn địa phương sớm mở rộng đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường Hắc Dịch Tóc Tiên Châu Pha, đề nghị siết chặt quản lý tình trạng phân lô bán nền đất trái phép, đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm việc nuôi chó thả rông. Chuyển sang những thông tin khác, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, nghe Sở Công Thương báo cáo dự thảo tờ trình về việc đề nghị ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 41 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Theo nội dung tờ trình, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo điều hành sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 41/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác xử lý di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hàng năm theo đề nghị của các địa phương. Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 41 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai giám sát đánh giá kết quả việc thực hiện di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, phân công phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các sở ban ngành trong việc tổ chức thực hiện chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao trách nhiệm cơ sở. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 41 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời giao cho Sở Công Thương làm phó ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm thành viên Ban chỉ đạo nhằm gắn trách nhiệm của các địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Sở Công Thương xây dựng và hướng dẫn quy trình các bước di dời các cơ sở gây ô nhiễm để các địa phương thực hiện, rà soát và xây dựng kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác di dời nếu có. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định 1481 năm 2019 về việc giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quyết định này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao 2.880 chỉ tiêu giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được giao chỉ tiêu đứng thứ tư cả nước về hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi. Chi cục thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong số 2.880 chỉ tiêu giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân bổ, nghề lưới kéo có chỉ tiêu lớn nhất trên 1.500 chiếc, lưới rê 440 chiếc, lưới vây 250 chiếc và các ngành nghề khác. Chỉ tiêu này tương đương với tổng số tàu thuyền đánh bắt xa bờ có chiều dài trên 15 mét của tỉnh, nên hiện tại ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu không gặp khó khăn trong việc khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, việc cấp hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn giúp ngành nông nghiệp các địa phương quản lý số lượng tàu cá, ngành nghề khai thác một cách chặt chẽ hơn, từng bước kiểm soát cường lực khai thác cũng như gắn giấy bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng chậm trả kết quả hộ chiếu cho công dân không chỉ xảy ra riêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn một số địa phương khác. Việc chậm trễ so với ngày hẹn trả hộ chiếu đã gây không ít khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng nhiều đến công việc và thời gian của người dân. Theo Công an tỉnh, từ đầu tháng 5 2019 đến nay, việc chuyển hộ chiếu từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về tỉnh để phát cho công dân còn chậm. Riêng từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 đã trễ hẹn 218 trường hợp. Lý do của tình trạng này là máy in hộ chiếu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bị trục trặc. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn nhiều địa phương khác. Để khắc phục tình trạng này, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an có chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm có phương án khắc phục, đồng thời triển khai thực hiện quy trình nhắn tin thông báo đến người dân để chủ động khi đến nhận hộ chiếu. Khép lại vòng quay 24 giờ là những thông tin vắn trong lĩnh vực kinh tế. Theo thống kê của Bộ Công Thương, sau 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước ước đạt 100,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 19 mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đóng góp lớn nhất vẫn là nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 84,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 83,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 14 mặt hàng đều thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến gồm sản phẩm chất dẻo, túi xách, vali, mũ, ô dù, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt và may mặc, sơ, sợi dệt các loại, dây dép các loại, sắt thép các loại. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong nhóm công nghiệp chế biến, mặt hàng điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 19,9 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là điện tử, máy tính và linh kiện, hàng dệt may, giày dép. Nhóm nông lâm thủy sản dù giá nhiều mặt hàng giảm mạnh nhưng vẫn có 5 mặt hàng có kim ngạch vượt 1 tỷ đô la Mỹ là thủy sản, rau quả, nhân điều, cà phê và gạo. Theo công bố của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, khối lượng xuất khẩu gạo ước tính đạt 739.000 tấn, tương đương trị giá 314 triệu đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm nay của Việt Nam đã giảm mạnh về trị giá và khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam khi chiếm gần 36% thị phần trong 4 tháng đầu năm. Một số thị trường có chỉ số xuất khẩu gạo tăng mạnh là Angola, Hồng Kông, Bờ Biển Nga và Nga. Theo đánh giá của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm giảm do trên thị trường thế giới giá gạo diễn biến giảm. Trong đó, giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp 7 tháng do nhu cầu yếu, giá gạo Thái Lan không đổi ở mức 400 đô la Mỹ một tấn do nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp và thị trường được dự đoán sẽ không có giao dịch lớn trong ngắn hạn. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định trong tháng qua. Dự báo giá lúa gạo trong nước có thể giảm trong tháng tới do thu hoạch vụ hè thu khiến nguồn cung gia tăng. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3 năm 2019, toàn hệ thống các ngân hàng đã xử lý được 907.000 tỷ đồng nợ xấu. Trên năm 2018, đã xử lý hơn 163.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu về 2,02%. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua, nợ xấu được các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức dưới 3%. Tỷ lệ nợ xấu nội bản toàn hệ thống các chi nhánh tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5 năm 2019 ở mức 1,2 ngàn tỷ đồng, chiếm 1,57% tổng dư nợ toàn địa bàn. Trong đó nợ xấu khối doanh nghiệp khoảng 600 tỷ đồng, chiếm 1,88% trong tổng dư nợ khối doanh nghiệp. Thưa quý vị, kỳ thi toán quốc tế Singapore và châu Á SAPMOR là kỳ thi danh tiếng của Singapore được Quốc đảo Sư Tử tổ chức hàng năm. Cuộc thi này nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh giỏi và yêu thích toán có cơ hội giao lưu, tranh tài với bạn bè cùng lứa tuổi từ lớp 2 đến lớp 10. Sau hơn 10 năm tổ chức, SAPMOR đã tạo dựng được thương hiệu uy tín trong cộng đồng toán học và nhanh chóng thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của các em học sinh yêu thích toán học từ nhiều quốc gia trên thế giới. Từ 155 học sinh dự thi vào năm 2006, SAPMOR năm 2018 đã thu hút hơn 20.000 học sinh đến từ 19 quốc gia, trong đó có Việt Nam tham gia. Năm 2019 là lần thứ 5 Việt Nam cử học sinh tham gia cuộc thi SAPMOR. Và để tuyển chọn thí sinh tham gia cuộc thi này, tại Singapore vào tháng 7 tới, thì ngành giáo dục đã tổ chức 7 cụm thi sơ loại tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Tháp và Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cụm thi ở Bà Rịa Vũng Tàu, Lê Hải Quang, học sinh lớp 61 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu là thí sinh duy nhất của Bà Rịa Vũng Tàu tham gia cuộc thi. Kết quả, Hải Quang đã giành huy chương bạc và giành một vé tham dự vòng thi cấp quốc tế tổ chức tại Singapore.
Mời quý vị cùng gặp gỡ cậu học trò này trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay. Ít nói và hơi nhút nhát là nhận xét của đa số ai mới tiếp xúc với Lê Hải Quang, học sinh lớp 61, trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Thế nhưng nếu tiếp xúc nhiều, mọi người sẽ nhận thấy đây là một cậu học trò có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán. Đối với bộ môn toán học, Hải Quang luôn có một niềm đam mê cháy bỏng và luôn tìm tòi nhiều cách giải nhanh và hiệu quả nhất. Được mẹ và cô giáo dạy học toán theo phương pháp tư duy Soroban, một phương pháp tính nhẩm siêu tốc đang được giảng dạy trong hệ thống giáo dục tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Hải Quang đã vận dụng hiệu quả trong việc học và giải toán. Bình thường ở nhà em sẽ dành ra khoảng 30 phút để làm sơ đồ tư duy. Khi cô giáo những bài khó, em thường sẽ hỏi ba hoặc là sẽ cố gắng suy nghĩ, xong rồi em mới tìm tòi trên mạng. Em thấy thì trong những cái giờ toán thì bạn thường giải bài rất là nhanh và dễ hiểu. Bạn học theo phương pháp sơ đồ tư duy nên là bạn có thể học thuộc một bài giải trong thời gian rất là ngắn và bạn có thể nhớ rất là lâu. Em rất là ngưỡng mộ bạn. Đặc biệt ở em Hải Quang là em Hải Quang rất là mê học toán. Những cái bài toán giao thậm chí là em có thể tự mở vở ra và làm rất nhiều các dạng toán khác nhau. Năm 2017, Hải Quang đạt huy chương bạc giải toán qua mạng bằng tiếng Anh cấp quốc gia. Một năm sau, Hải Quang đạt huy chương vàng giải toán qua mạng bằng tiếng Việt cấp quốc gia, huy chương vàng giải toán qua mạng bằng tiếng Anh cấp quốc gia, huy chương bạc cuộc thi toán quốc tế Singapore và châu Á SATMOR cấp quốc gia, cụm thi tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, em vừa đạt huy chương bạc cuộc thi toán quốc tế Singapore và châu Á SATMOR, cụm thi tại Bà Rịa Vũng Tàu. Không chỉ giải toán, Hải Quang còn giỏi tiếng Anh và các môn học khác. Trong 6 năm liền, Hải Quang đạt thành tích là học sinh giỏi xuất sắc. Để học tập đạt được một cái kết quả như hôm nay cháu có ấy, thì cháu luôn luôn là người tự giác. Tất cả mọi cái là cháu tự lập, tự giác hết. Bố mẹ chỉ hỗ trợ cháu cách là ví dụ là hướng dẫn cháu thêm cái phương pháp học tập. Với trường chất lượng cao hay là trường nguồn của tỉnh mà các em có những cái đam mê riêng và đã cố gắng tham gia các đấu trường quốc gia cũng như quốc tế để khẳng định cái thương hiệu của Nguyễn An Ninh cũng như thương hiệu của các em Việt Nam, thì điều này là điều rất là động lực to lớn cho các học sinh của nhà trường để các em tiếp tục thử nghiệm, trải nghiệm với các sân chơi ở cấp quốc gia và quốc tế nhiều hơn. Hiện nay, Lê Hải Quang đang nỗ lực ôn luyện để sẵn sàng bước vào cuộc thi toán quốc tế Singapore và châu Á SATMOR, được tổ chức vào tháng 7 sắp tới tại Singapore. Mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế trong bản tin Thế giới 360 độ ngay sau đây. Hãng Boeing lao đao vì dòng máy bay 737 MAX. Apple khai tử ứng dụng iTunes. Các dự án gạch sinh thái trên thế giới nở rộ. Quỹ lương hưu của Nhật Bản sắp cạn kiệt. Xu hướng chuẩn cơm mẹ nấu trên Instagram. Những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình kinh doanh thua lỗ của ngành hàng không tại Mỹ và Nga sẽ được cập nhật trong phần mở đầu bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, sau các vụ tai nạn hàng không thảm khốc tại Ethiopia và Indonesia, khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải đình chỉ hoạt động dòng máy bay Boeing 737 MAX, hãng sản xuất máy bay khổng lồ của Mỹ vừa cho biết, thời gian gần đây hãng đã không nhận được bất cứ đơn đặt hàng nào đối với dòng máy bay này, khiến việc kinh doanh của hãng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, lãnh đạo tập đoàn hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết hãng không nhận được đơn đặt hàng dòng máy bay này. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa thay đổi kế hoạch sản xuất về mặt dài hạn đối với dòng 737 MAX. Và điều cần thiết lúc này là lèo lái tập đoàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Ngoài ra, Boeing cho biết dòng máy bay này sẽ sớm được vận hành trở lại trước cuối năm nay và tin tưởng nó sẽ đạt tiêu chuẩn an toàn. Ngay sau buổi phỏng vấn được phát sóng, cổ phiếu của Boeing đã mất 1,5% giá trị trên sàn giao dịch.
Trong khi đó, tại Nga, hãng hàng không Aeroflot của nước này vừa cắt giảm số chuyến bay của máy bay Sukhoi Superjet 100 sau khi một chiếc Superjet 100 hạ cánh khẩn cấp hồi tháng 5 làm 41 người thiệt mạng. Đây là kết luận từ dữ liệu được cung cấp bởi Flightradar 24, một website theo dõi chuyến bay. Dữ liệu được website Flightradar 24 cung cấp cho thấy, hãng hàng không Aeroflot đôi khi cũng sử dụng các máy bay của Boeing hay Airbus hay cho Superjet. Loại máy bay chở khách được phát triển tại Nga kể từ khi Liên Xô tan rã. Aeroflot đã thực hiện ít hơn 129 chuyến bay Superjet trong 2 tuần sau vụ tai nạn so với 2 tuần trước đó. Hệ quả tiêu cực từ vụ tai nạn có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của loại máy bay này. Trong khi Nga đang thúc đẩy một loại máy bay chở khách sản xuất nội địa khác là M21 như một đối thủ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Sau vụ tai nạn, Aeroflot bắt đầu chú ý hơn tới việc kiểm tra an toàn và cắt giảm việc sử dụng Superjet trong nỗ lực thuyết phục hành khách. Trong khi đó, hơn 213.000 người đã ký một thỉnh nguyện thư yêu cầu ngừng sử dụng Superjet kể từ sau vụ tai nạn trên. Chuyển sang những thông tin về kinh tế, công nghệ. Thưa quý vị, hàng trăm chiếc máy bay vừa tham gia trình diễn những màn nhào lộn trên không tuyệt đẹp trong triển lãm du lịch lần thứ 11 tại Trung Quốc. Phi công từ nhiều quốc gia đã tập trung tại Trung Quốc cho triển lãm văn hóa du lịch trên không lần thứ 11. Những chiếc máy bay được sơn nhiều màu sắc khác nhau cùng tập hợp, tạo nên một màn múa trên không trung vô cùng đẹp mắt. Tại triển lãm lần này, các phi công đã trình diễn những cú lộn nhào và xoay vòng ở độ cao vừa phải, rồi cùng hợp nhất thành một dàn máy bay biểu diễn đội hình trên cao. Gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ Apple đã quyết định gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng iTunes ra khỏi các mạng dịch vụ do Apple quản lý và thay thế bằng 3 ứng dụng độc lập là Apple Music, Apple Podcast và Apple TV. Thông báo chính thức trên được giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook, đưa ra tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu diễn ra tại California của Mỹ. Ứng dụng iTunes sẽ không xuất hiện trên hệ điều hành dành cho MacBook là Mac OS X 10.15 sắp ra mắt. Các phiên bản iTunes Store trên điện thoại, máy tính bảng chạy iOS cũng sẽ biến mất theo. Nhiều ý kiến cho rằng động thái mới này của Apple cho thấy hãng đang nỗ lực chuyển mình từ một doanh nghiệp chuyên thiết kế phần mềm điện thoại sang một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải trí cho người tiêu dùng. Ứng dụng iTunes vốn là du thị trường âm nhạc trực tuyến một thời được phù thủy công nghệ Steve Jobs giới thiệu lần đầu tại hội nghị Macworld ngày 9 tháng 1 năm 2001. Liên tục bản tin là những thông tin về môi trường, an sinh xã hội và giáo dục. Thưa quý vị, lâu nay nguyên vật liệu xây nhà truyền thống thường là gỗ, là xi măng, cốt thép, tất cả đều đã rất quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, bạn có tin rằng con người có thể cất lên những căn nhà đẹp, bền vững từ một loại nguyên liệu không ai ngờ đến, chính là các vỏ chai nhựa đã sử dụng. Vâng, và trên thế giới thì đã có nhiều công trình được xây dựng bằng chai nhựa như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Lấy sứ mệnh là giảm thiểu khối lượng rác thải có phân hủy, chủ yếu là túi ni lông thải ra hàng năm giúp bảo vệ môi trường. Những viên gạch EcoBrick ra đời. EcoBrick là một từ ghép bao gồm Eco, thuộc về sinh thái, và Brick, gạch. Những viên gạch này được tạo ra từ những EcoBrick hay còn gọi là gạch sinh thái, là những viên gạch độc đáo được làm hoàn toàn từ ni lông, giấy dụng và vỏ chai nhựa. Năm 2010, tại miền Bắc Philippines, hai thanh niên là Russell Meyer và Ibrahim Bakisan viết nên một bản hướng dẫn đơn giản về cách làm EcoBrick cho người dân địa phương. Bộ Giáo dục nước này đã nhận thấy tầm quan trọng tuyệt vời của EcoBrick và đã đưa bản hướng dẫn này tới tổng cộng 1.700 trường học tính đến năm 2014. Việc phát triển EcoBrick mạnh mẽ tại Philippines đã biến nơi đây thành ngọn cờ đầu trong phong trào đáng tuyên dương này. Và từ đó khối liên minh EcoBrick toàn cầu hình thành. Hiện tại khối đã có mặt thêm tại Nam Phi, Zambia, Mỹ và gần đây nhất là Indonesia. Ở châu Phi, các gạch sinh thái được làm từ chai nhựa, chứa bên trong là đất hoặc cát, và chúng được xây thành các bức tường bằng cách chằn dây và đắp đất. Theo các nhà phát triển dự án, một chai nhựa đựng đầy đất có độ bền cao hơn 18 lần so với gạch thông thường và có thể chịu được động đất chống đạn. Thưa quý vị, trong khi tại Việt Nam, vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu đang được Quốc hội bàn thảo, thì tại Nhật Bản, đây cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động. Đặc biệt sau một báo cáo mà cơ quan các dịch vụ tài chính Nhật Bản vừa công bố, đó là hệ thống lương hưu của chính phủ không còn đủ để duy trì sinh kế cho người dân trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng hiện nay.
Báo cáo của cơ quan các dịch vụ tài chính Nhật Bản ước tính một cặp vợ chồng với người chồng trên 65 tuổi và người vợ trên 60 tuổi sẽ đối mặt với khoản nợ 50.000 yên, tương đương 460 đô la Mỹ một tháng, nếu họ chỉ sống phụ thuộc vào lương hưu. Báo cáo cũng cho rằng tiền lương hưu, một trong những nguồn tiết kiệm quan trọng của người Nhật Bản, khả năng sẽ giảm theo thời gian. Do đó, cơ quan trên kêu gọi người dân chủ động quản lý tài chính để lên kế hoạch nghỉ hưu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân tham gia quỹ lương hưu nhà nước sẽ gặp nhiều rủi ro hơn so với trước đây khi lên kế hoạch tài chính trong tương lai. Giới chức Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo tới các sinh viên đang tìm kiếm cơ hội du học tại Mỹ. Động thái này xuất phát từ việc ngày càng có nhiều trường hợp hồ sơ xin thị thực du học tại Mỹ của sinh viên Trung Quốc bị trì hoãn hoặc thậm chí là từ chối. Nhà chức trách Trung Quốc khuyến nghị sinh viên và giới học giả tăng cường nhận thức phòng ngừa, tự đánh giá rủi ro và có những sự chuẩn bị phù hợp khi nộp hồ sơ xin thị thực Mỹ. Thời gian qua, Washington cáo buộc Bắc Kinh đứng sau các chiến dịch tấn công mạng, đánh cắp thông tin nhắm vào các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ Mỹ. Trong bối cảnh ấy, sinh viên Trung Quốc trong các lĩnh vực tự động hóa, hàng không, kỹ thuật, sản xuất công nghệ cao đang đối mặt những biện pháp giám sát bổ sung khi nộp hồ sơ xin thị thực Mỹ. Thưa quý vị, cùng với Facebook, Instagram là một trong những mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất hiện nay cho các nhu cầu khác nhau như tìm kiếm địa chỉ bán mỹ phẩm, các điểm du lịch hấp dẫn. Trong đó, dùng Instagram để giày nấu ăn cũng đang rất phổ biến. Mạng xã hội thường dành cho giới trẻ này cũng đã xuất hiện những món ăn hấp dẫn do các mẹ tự tay chế biến thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng. Vâng, và xu hướng giày nấu ăn này đúng như là câu nói ví von là chuẩn cơm mẹ nấu của các bạn trẻ đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy cùng xem khi các mẹ giày nấu ăn trên mạng xã hội thì có gì đặc biệt nhé. Sau khi tốt nghiệp trường luật tại Quảng Đông Trung Quốc, cô Lisa Lin đã không chọn công việc trong tòa án. Thay vào đó, cô lại trở thành một blogger về ẩm thực. Tất nhiên, Lisa Lin không nhận được sự ủng hộ từ phía mẹ của mình. Thay vì tranh luận, cô đã đưa các món ăn của mẹ mình lên Instagram. Tài khoản Hello Lisa Lin hiện có hơn 93.000 người theo dõi trên Instagram. Họ đều là những người yêu thích những món khai vị như là bánh bao mà mẹ của Lisa làm. Người phụ nữ 74 tuổi này đã truyền cảm hứng cho mọi người thông qua cách nấu ăn rất giản dị và tiết kiệm của mình. Bà nổi tiếng với hình ảnh nấu ăn tại căn bếp nhỏ của chính mình và thường bọc giấy bạc bên ngoài nồi để giữ cho bếp sạch sẽ. Để đông gạo, bà sử dụng một chiếc cốc của hãng United Airlines mà bà được tặng 32 năm trước khi lần đầu tiên đến Mỹ. Mỗi năm, cô Lisa thu về hơn 100.000 đô la nhờ công việc kinh doanh trên phương tiện truyền thông xã hội, chủ yếu thông qua quảng cáo và tài trợ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng cập nhật những vấn đề quan trọng được đăng tải trên các báo sáng nay. Tuy không còn xuất hiện rầm rộ như trước, nhưng mối đe dọa từ loài tôm hùm đất vẫn còn lơ lửng khi tình trạng buôn lậu loài thủy sinh nguy hiểm này qua con đường tiểu ngạch vẫn còn tiếp diễn. Nhiều chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng nên tuyên truyền cho toàn dân nói không với món tôm hùm đất này. Phải nhiều ngành vào cuộc, cộng thêm ý thức tiêu dùng của người dân, thì con tôm hùm đất mới khó có đất sống tại Việt Nam. Theo bài viết, tôm hùm đất hết đất sống được đăng tải trên báo Thanh Niên. Hiện nay tình trạng mua bán tôm hùm đất đã không còn tại các chợ bán thực phẩm tươi sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiều trang Facebook chuyên bán hải sản online và các hệ thống nhà hàng hải sản lớn trên địa bàn thành phố cũng đã rút món tôm hùm đất ra khỏi thực đơn. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2019 đến nay, nhiều vụ nhập lậu tôm hùm đất còn sống từ Trung Quốc và Việt Nam đều được phát hiện tại hải quan vùng biên giới phía Bắc. Chính vì vậy, các ngành chức năng đang tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn loài thủy sinh nguy hiểm này nhập lậu vào Việt Nam, đồng thời tuyên truyền để người dân không sử dụng món tôm hùm đất. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch tả heo châu Phi trên cả nước. Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, với hai ổ dịch tả mới xuất hiện ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là địa phương thứ 53 trong cả nước có dịch tả heo châu Phi. Địa phương này đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tả heo châu Phi để triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chốt chặn, tuần tra tuyến đường đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Hiện tại, ngoài các nguyên nhân gây lây lan dịch như thức ăn thừa, lây chéo trong quá trình di chuyển để bán heo, ngành chức năng còn xác định nguyên nhân làm lây lan dịch cũng một phần do chim trời. Với đặc tính thích bay nhảy và nhu cầu tìm kiếm thức ăn, nước uống, nên chim thường xuyên bay từ hộ trang trại chăn nuôi này qua hộ trang trại chăn nuôi khác, làm lây lan dịch bệnh.
Trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh về tình trạng trộm đồ trên máy bay. Tổng công ty hàng không Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo mới trong dịp cao điểm du lịch hè. Theo đó, các vụ trộm cắp trên máy bay có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo đại diện Tổng công ty hàng không Việt Nam, chỉ tính trong tháng 5, các tiếp viên của đơn vị này đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều đối tượng người nước ngoài có hành vi trộm cắp trên máy bay. Các đối tượng trộm đồ trên khoang máy bay thường đi theo nhóm 2 đến 3 người để dễ bề tẩu tán đồ trộm được. Ở lĩnh vực kinh tế, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Kinh doanh bán lẻ không dễ. Từ nhiều năm qua, Việt Nam được xem là một trong những thị trường bán lẻ đầy tiềm năng bởi dân số đông, sức mua lớn. Nhưng không phải nhà bán lẻ nào cũng thành công. Bởi hiện nay, xu thế của người tiêu dùng đang dần chuyển đổi từ kênh mua sắm truyền thống sang kênh mua sắm hiện đại ngày càng tăng. Điều này cũng đồng nghĩa sức hấp dẫn và cơ hội khai thác thị trường rất lớn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, cộng đồng toàn cầu đã tổ chức hàng ngàn hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh trong ngày này. Năm nay, chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 là chống lại ô nhiễm không khí. Đây là lời kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường, bởi có khoảng 7 triệu người dân trên toàn thế giới chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí, trong đó có khoảng 4 triệu ca tử vong xảy ra ở châu Á-Thái Bình Dương. Với thông điệp ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta, Ngày Môi trường Thế giới 2019 tại Bà Rịa Vũng Tàu có gì nổi bật? Người dân Bà Rịa Vũng Tàu cần làm gì để chung tay giúp cho bầu không khí trở nên sạch hơn? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta, theo ông thì vì sao cái Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 lại có cái thông điệp này ạ? Hiện nay trên thế giới đang phải đối mặt với cái vấn nạn về chất lượng không khí. Như chúng ta đã biết thì đã có khoảng hơn 7 triệu người chết hàng năm do về các vấn đề ô nhiễm không khí, trong đó có khoảng 4 triệu người trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và theo cái ước tính thì có khoảng 4,3 triệu người tử vong do cái ô nhiễm không khí trong nhà. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới thì của năm nay là ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta, với thông điệp là chúng ta không thể ngừng thở nhưng chúng ta có thể làm một điều gì đó cho chất lượng không khí mà chúng ta đang hít thở. Soi vào cái chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 thì Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay còn những cái vấn đề gì cần phải quan tâm thưa ông? Vâng, như chúng ta đã biết thì là nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và có tập trung nhiều cái hoạt động phát triển công nghiệp. Đồng thời là do cái sức ép của phát triển kinh tế xã hội nên Bà Rịa Vũng Tàu đang phải đối mặt cũng nhiều vấn đề về môi trường, trong đó có vấn đề ô nhiễm không khí. Thì các cái hoạt động phát thải có gây nguy cơ cao cho môi trường, trong không khí cũng đã được nhận diện, như là hoạt động của các cái sản xuất công nghiệp phát thải khí thải lớn như là thép, xi măng, hoạt động gây các cái phát thải mùi hôi khó chịu như là chế biến thủy sản, bột cá, hoạt động của phát thải những cái khí có nguy cơ gây hại cho môi trường như là hoạt động về xử lý chất thải và hoạt động về gây ra ô nhiễm bụi như là khai thác khoáng sản, xây dựng công trình và hoạt động giao thông vận tải. Đấy là những cái hoạt động đã được nhận diện là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí lớn. Bên cạnh đó, chúng ta Bà Rịa Vũng Tàu đã đề ra rất nhiều cái kế hoạch giải pháp cũng như triển khai các cái biện pháp thực thi. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng đạt được cũng chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Trước những cái vấn đề như ông nói thì Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai tiếp những cái giải pháp như thế nào để nâng cao cái chất lượng không khí cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn ạ? Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn dân. Để có được cải thiện được chất lượng môi trường, trong đó nhất là chất lượng môi trường không khí, thì tất cả chúng ta phải hành động. Đối với các doanh nghiệp thì cần phải xem bảo vệ môi trường chính là đầu tư cho cái lợi ích thiết thực của mình. Đối với các cấp chính quyền thì cần phải đặt mục tiêu bảo vệ môi trường là một trong nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong trước mắt và lâu dài. Đối với mỗi người dân, xem cái việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có chính mỗi bản thân chúng ta. Như vậy thì để kêu gọi cái sự chung tay của tất cả mọi người trong cái vấn đề mà nâng cao cái chất lượng không khí, Bà Rịa Vũng Tàu đã có những cái kế hoạch như thế nào ạ? Và điểm nhấn trong cái kế hoạch này là gì ạ? Cao điểm
tổ chức vào ngày lễ meeting hướng đến ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2019. Bên cạnh đó, chúng ta có các cái hoạt động về trong tháng hành động vì môi trường cũng như là các hoạt động triển khai trong cả năm 2019 sẽ tập trung vào tổ chức cái ngày hội tái chế chất thải, đồng thời sẽ tổ chức triển khai ký kết cái quy chế phối hợp trong việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn vùng giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức kế hoạch là chống rác thải nhựa, các hội thảo cũng như các cái chiến dịch để mà làm sạch môi trường như là cái ngày thứ bảy xanh sạch đẹp, rồi các cái hội thảo về bảo vệ chất lượng nước các cái hồ chứa nước. Qua các cái hoạt động về truyền thông môi trường này sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và tất cả mọi người sẽ có những hành động theo chiều hướng tích cực hơn. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Vào mùa mưa thì việc đi lại của người dân ít nhiều gặp khó khăn, và tại các địa phương vùng sâu vùng xa, điều đó còn khó khăn vất vả gấp bội. Đúng vậy thưa quý vị, dù hạ tầng giao thông tại Bà Rịa Vũng Tàu phát triển đồng bộ hơn nhiều địa phương khác, nhưng bản thân Hoàng Nga thì nhiều lần về các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh, nhất là những nơi có sông suối ao hồ, vào mùa mưa thì chứng kiến bà con nơi đây thực sự là rất gian nan khi phải di chuyển trên những con đường đất sình lầy. Ở nhiều nơi không có cầu hoặc là có những cây cầu tạm thì người dân phải chờ mưa ngớt hoặc là nước rút thì mới dám qua chỗ sông suối. Đồng cảm với những khó khăn với bà con nơi vùng sâu vùng xa, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội. Nhiều năm qua, công ty Bosco Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình từ thiện xã hội ý nghĩa, và một trong số đó là xây dựng cầu cho người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xây cầu bàn giao cho người dân sử dụng, mà hàng năm cán bộ công nhân viên của công ty Bosco Việt Nam còn đến tu sửa, nâng cấp để công trình an toàn và bền vững hơn. Chia sẻ hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị về công trình ý nghĩa này. Đã hơn 3 năm, kể từ khi đưa vào sử dụng, cái cầu thép dài hơn 10 mét này tại thôn Nhân Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do công ty Bosco Việt Nam phối hợp với tổ chức phi chính phủ Habitat hỗ trợ xây dựng, đã đem lại niềm vui cho biết bao người dân nơi đây. Trước khi có cây cầu này, cứ hễ trời mưa thì cả vùng Nhân Hòa gần như bị ngập. Bà con muốn di chuyển qua lại vùng này phải lội nước, hoặc nếu muốn chạy xe thì phải đi đường vòng hơn 2 km. Chưa có cái cầu này thì bà con hơi phiền nàn là cũng như là nước nó tràn qua đường đó. Nên nhưng mà ngày hôm nay thì có cái cầu này rồi, bà con rất là thuận tiện. Bà con đi qua lại thì nó sạch sẽ. Cây cầu thép có tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ 900 triệu đồng do chính bàn tay nhân viên của công ty Bosco Việt Nam xây dựng. Để cây cầu luôn mới, vững chắc và an toàn, công ty thường xuyên tổ chức các chuyến duy tu sửa sơn cầu với sự tham gia nhiệt tình của hàng chục cán bộ nhân viên. Không chỉ xây dựng cây cầu này, gần 3 năm qua, một cây cầu dân sinh khác trên địa bàn cũng được Bosco Việt Nam quy động kinh phí để duy tu sửa chữa thường xuyên. Tranh thủ những cái thời gian mà có thể thì không những quân mà toàn bộ nhân viên Bosco đi ra những khu vực khó khăn trong cuộc sống, rồi khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, không được đầy đủ như những người khác, thì chia sẻ những khoảng thời gian dư rảnh rỗi của mình để khắc phục, để sửa chữa tất cả những cái điều kiện có như phát triển hơn cái khu vực cuộc sống của họ. Thực hiện chủ đề Set the Talent, Change the Town, dùng những tài năng riêng của mỗi nhân viên để thay đổi nơi mình cư trú hoặc là những nơi cần sự giúp đỡ của mình. Cây cầu thép được xây dựng từ nguồn kinh phí của tập đoàn và chúng tôi luôn muốn duy trì và bảo dưỡng nó để cho bà con luôn được sử dụng nó trong điều kiện tốt nhất và an toàn nhất. Công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động thiện nguyện cho nhân viên công ty thực hiện với mục đích chia sẻ một phần trách nhiệm của mình với xã hội bằng những hy sinh, những công sức mong cho bà con nghèo có điều kiện sống tốt hơn. Cây cầu thép tại thôn Nhân Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức không chỉ nối liền đôi bờ vui, đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong khu vực, mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu vùng xa nâng cao chất lượng cuộc sống. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 5 tháng 6, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang duy trì hai trạng thái thời tiết, sáng và trưa trời nắng, chiều tối và đêm mưa diễn ra nhiều nơi.
Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Các khu vực như thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc ít mưa, thời tiết chủ yếu nắng. Tuy nhiên, thời tiết khu vực tỉnh đã giảm nhiệt so với những ngày qua, nắng nóng chấm dứt. Mức nhiệt cao nhất chỉ còn duy trì ở mức 31-33 độ, thấp nhất 26-28 độ. Dự báo mưa dông sẽ tăng dần vào dịp cuối tuần. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều nay có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, sấm sét, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, độ ẩm tương đối 80-94%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cường độ nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 86%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Tuy nhiên, bà con ngư dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra trong cơn dông. Tại Vũng Tàu, ngày 5 tháng 6, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 3 giờ 15 phút, thấp nhất 40 cm xuất hiện lúc 2.